Shopee à? Shopee càng ngày càng lôm côm. Bảo Shopee là phải xóa cái shop này đi. Thì bảo chứ nếu anh thấy hàng có vấn đề thì anh cứ gửi tố cáo. Gửi tố cáo xong giải quyết như nào mình cũng biết. Đây, nâng lên một tí. Đây. Gửi tố cáo, may mà nó còn bảo gửi tố cáo. Còn nó còn chưa bảo là anh đánh giá cho nó 1 sao. Sao tiền của mình đâu. Thì vậy. Đây, mặt hàng của shop này giao đây. Bộ chia mạng. Trong khi bộ chia mạng thực tế kích thước như thế này mà giao hàng như thế này đây, mà gửi khiếu nại, shop lại còn không chấp nhận, mà shop lại còn bảo là gửi đúng hàng. Mình sẽ quay video mở mở hàng. Đây, rất là rõ đơn hàng này. Nhìn thấy Rất rõ rõ. cân shop chưa? Rõ đơn hàng, rõ shop, số điện thoại Chưa. đầy đủ. Mặt hàng mình dùng phông nền là chính cái sản phẩm chuẩn mà mình đặt mua. Còn đây là hàng mà shop đều giao cho mình mở ra xem nó sẽ là cái gì bên trong. Mình đoán là nó không có cái gì cả, nó chỉ đóng như thế thôi. Bọn này là bọn lừa đảo chắc luôn. À, nhầm. Làm gì có chuyện nhầm được. Kiểm tra số đơn hàng và Nó thông lúc giao chồng không nhận à? giao thì mình chuyển khoản thôi, chứ mình ở nhà đâu mà nhận được. Đến lại gặp đúng không? Rất mất thời gian xúc lừa đảo này. Em chưa có phải là của cái này không? Gì? Phải của cái này. Cái hôm trước này của shop khác nhưng mà người ta lấy rồi. Đây, để xem bên trong là cái gì. Đây, bên trong là một cọng dây điện. Mà cái shop này có lịch sử là review, rất nhiều người review đặt các thiết bị điện tử nhưng mà chỉ giao cụm dây điện. Như này mà vẫn Thế cần mà vậy mà chồng còn đặt. đặt xong thì mới đọc review. Chả lẽ lại bom hàng. Mình nhận Bom là luôn nhỉ.